Mic Group, IEX Group, đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, mới đây các chuyên gia đã đưa ra một dự báo trong 6 tháng cuối năm, sức cầu chung cũng như là thanh khoản thị trường bất động sản có thể tiếp tục bị ảnh hưởng nếu động thái siết tín dụng bất động sản của các ngân hàng chưa có hướng tháo gỡ kịp thời. Trước thực trạng trên, vừa qua, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReA đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét tăng trần dư nợ tín dụng năm 2022 thêm từ 1-2% so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% đã xác định trước đây cho 4 ngân hàng quốc doanh và các ngân hàng thương mại đạt chuẩn 3 Gen 2, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bất động sản có dự án khả thi, có uy tín thương hiệu, có tài sản bảo đảm được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, các doanh nghiệp nhà đầu tư bất động sản không nên quá trông đợi vào việc nới lỏng tín dụng mà nên tìm những phương án giúp giảm bớt sự lệ thuộc vào tín dụng ngân hàng như dịch chuyển sang nguồn vốn từ huy động trái phiếu, tăng tốc việc đa dạng nguồn vốn vay trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện cho người mua bằng cách điều chỉnh kỳ hạn thanh toán phù hợp với hạn mức tín dụng từ các ngân hàng. Theo luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, công ty luật An Fana Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, so với trước đây, các doanh nghiệp bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về quy mô và quản trị. Các kênh huy động vốn hiện nay cũng rất đa dạng như phát hành quyền mua cổ phiếu, bán theo tiến độ cho khách hàng, kêu gọi nguồn vốn nước ngoài. Do đó, theo ông Trạch, việc thị trường trầm lắng do thắt chặt tín dụng chỉ là tình trạng tạm thời, bởi nếu doanh nghiệp có dự án bất động sản có giá trị thực sẽ không lo thiếu tiền và không khó tiếp cận nguồn vốn. Ông Trạch cho biết, trên thực tế, ở thời điểm hiện tại, chỉ những chủ đầu tư có dòng tiền mạnh, hạ tầng tốt mới chiếm được niềm tin của nhà đầu tư. Khi siết tín dụng, tâm lý nhà đầu tư sẽ chi tiền tươi thóc thật nhiều hơn là sử dụng các đòn bẩy, nên sẽ chọn lọc rất kỹ các dự án để lựa chọn đầu tư. Do đó, việc siết tín dụng là khó khăn nhưng cũng là cơ hội để chấn chỉnh thị trường bất động sản, giúp các doanh nghiệp bất động sản có nguồn vốn và năng lực phát triển vươn lên dẫn đầu trong thời gian tới.